Trời ơi, nhiều quá. Các bạn ơi, con robot này nó hay dữ hả? Gì mà trong trong nó quá trời luôn. Nó ăn gì trong đó vậy bạn Kiệt? Trời ơi, nghe tiếng bằng xu trong đó kìa. Qua lắc mạnh lên cứu bằng xu đi, lẹ lên. Ủa gì vậy? Không phải bằng xu. Ốp gì vậy? À, bánh kem hả? Trời ơi. Rồi lắc mạnh lên đi, lắc bằng xu ra. Ủa, không phải bằng xu hả? Wow, xin chào bạn Kiệt nghe, bạn Kiệt đang làm gì vậy? Wow, các bạn ơi, bạn Kiệt đang cho bạn xuống xúc xích hả? Wow, ngon dữ à. Ủa, bạn Kiệt đi kiếm bằng xu hả? Đúng rồi. Bằng xu đâu rồi? Nãy trong nhà nghe tiếng sủa mất tiêu luôn rồi. Vậy hả? Rồi đi kiếm thử coi có không? Có chưa, có chưa? Chưa luôn hả? Rồi qua bên kia kiếm thử coi. Mà nó có không? Đúng rồi. Trời ơi, vô bụi chuối coi. Kiếm coi có không? Không có luôn hả? Ôi, con gì á, con Kiệt? Con gì mà lạ chứ hả? Ôi, bắt nó vô, bắt nó vô. Bắt được không? Có chừng á. Con gì mà ghê chứ hả? Ôi, cái nó chạy kìa, nó chạy kìa. Chụp nó, chụp nó, chụp lại. Rồi, ôi, ôi, đừng gắn đầu vô, gỡ đầu nó ra đi chứ để nó chạy đó. Rồi, rồi đem về coi con gì mà lạ chứ hả? Ủa, cái gì trong đó vậy bạn Kiệt? Ủa, cái gì mà kêu lạ chứ hả? Lấy cái đầu nó ra coi, lấy cái đầu nó lắc mạnh lên. Wow, các bạn ơi, cái gì trong đây nó kêu nè. Wow, cái gì lắc ra vậy bạn Kiệt? Ủa các bạn ơi, cái con robot này nó ăn bánh hả? Trời ơi, lắc nữa coi còn không? Còn bánh không? Lắc thử coi các bạn ơi. À, quá. Cái gì nữa bạn Kiệt? Đông phộng á. Đông phộng nữa hả? Đâu mà nhiều dữ vậy hả? Lắc tiếp coi các bạn ơi. Ủa, lắc tiếp coi còn không? Ủa các bạn ơi, cái hộp gì mà lắc ở trong quá trời bánh luôn nè. À, quá. Ủa nữa hả? Ủa cái gì nữa hả? Bịch kẹo. Trời ơi, bịch kẹo. Bịch kẹo trái cây nữa các bạn ơi. Ủa. Lắc thử tiếp coi. Ôi, rắc mạnh lên bạn Kiệt ơi, dùng mạnh lên. Dạ. Quá bịch gì á? Bánh hả? Trời ơi, bánh gì? À, bịch bịch bánh xì nắc tôm hả? Quá. Ôi, rất tiếc với con không? Quá. Ôi, cái gì đó? Chiếc lạp á. Vừa chiếc lạp nữa hả? Trời, nhiều quá. Các bạn ơi, con robot này nó hay dữ hả? Gì mà trong trong nó quá trời luôn. Nó ăn gì trong đó vậy bạn Kiệt? Chắc ăn kẹo hay gì á? Trời, nghe tiếng bằng xu trong đó kìa. Qua lắc mạnh lên cứu bằng xu đi, lẹ lên. Ủa gì vậy? Không phải bằng xu. Ốp gì vậy? À, bánh kem hả? Trời ơi. Rồi lắc mạnh lên đi, lắc bằng xu ra. Ủa, không phải bằng xu hả? Chứ bịch gì vậy? Bịch kẹo. Ủa, các bạn ơi, cái con robot này ăn kẹo nhiều dữ. Lắc tiếp đi bạn Kiệt ơi, chừng nào ra bằng xu thôi. Bằng xu ra. Cái gì nữa hả? Không phải bằng xu. Không phải bằng xu nữa hả? Rồi lắc mạnh lên. Ủa, bịch bằng xu gì đây? Bịch đồng phòng. Rồi còn nghe tiếng bằng xu không? Còn.
Đâu đâu, nghe thử coi. Trời ơi, thằng Xu kêu với trong an nè, khóc rồi. Trời lắc mạnh lên mà Kiệt ơi. Dạ, thằng Xu ơi, mình cứu ha, Xu ơi. Gì vậy? Ôi, không phải thằng Xu nữa hả? Ôi, lắc mạnh lên, dùng lực lắc mạnh lên mình Kiệt ơi. Đâu đâu, các bạn ơi, hai thằng Xu ra rồi hả? Trời sợ quá, chạy mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, con robot này ghê vậy. Trời ơi, lại coi thử coi nó ăn cái gì vậy. Đây các bạn ơi. Trời ơi, con robot ăn gì bạn Kiệt? Ăn lộn mộn. Ăn chạy quá trời các bạn ơi. Quá trời luôn hả? Wow. Wow, ngon quá các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ giới thiệu con robot này cho các bạn xem nghe. Robot thông minh nè. Các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ cho các bạn xem thử con robot này nghe. Rồi, chạy thử đi bạn Kiệt ơi. Đây, mình có mấy nút bấm luôn các bạn. Qua wow, đó rồi, về lui chạy thẳng luôn. Bấm tự động đi bạn Kiệt ơi. Đây, mình sẽ bấm tự động nha. Wow. Trời, bấm nút tự động là tự nó chạy tùm lum luôn hả? Chạy khoái xạ luôn á. Nó xoay cổ được luôn á. Wow, xoay cổ được luôn hả? Thôi đem nó ra đi bạn Kiệt ơi, nó chui vô hốc luôn rồi. Đây các bạn ơi, mình đem ra chỗ xa xa cho nó chạy kia. Rồi, đem lên đây thôi. Rồi, rớt cái đầu ra luôn rồi. Ôi, nó chạy dữ à. Rồi, nó chạy bạn Kiệt, dưới không kịp luôn các bạn ơi. Rồi, đây nè các bạn ơi, mình có gì đây bạn Kiệt? Xe đạp. Đây, một chiếc xe đạp kẹo nha. Ủa, cái này gỡ ra làm sao ta? Wow nè các bạn ơi, đây là một chiếc xe đạp kẹo màu cam nè. Tháo bánh xe ra ăn luôn. À, tháo bánh xe ra ăn được luôn hả? Wow, đẹp quá. Rồi, rớt hết kẹo rồi các bạn ơi. Trời ơi, bạn Kiệt không biết gỡ rồi các bạn ơi. Đây, mình gỡ từ từ thôi nha. Mình gỡ nhanh quá là nó rớt cục kẹo ra đó. Ăn xong mình có thể làm chiếc xe đạp mình chơi bình thường luôn nha. Rồi, tháo kẹo ra là mình gắn bánh vô lại nha. Xe đạp chạy được luôn đó. Wow, đã nghe chưa. Chạy đụng robot luôn. Đây, màu hồng nữa. Đây, mình tháo được. Đây, đây, kẹo nè các bạn ơi. Cho miếng đi. Wow, quá trời màu luôn. Robot ăn kẹo nè. Kẹo này giống viên thuốc vậy đó. Ngon lắm nè, ăn thử nha. Robot ăn hết rồi. Robot ăn hết kẹo luôn hả? Còn đây là bánh đây. Bánh này là bánh que hả? Que xì nắc nè. Rồi, xé ăn thử mà Kiệt ơi, nhìn thèm quá. Dạ. Đây, robot này tự nó hát nhạc luôn nè các bạn ơi. Nếu mà bật mình tắt lên thôi nha, sẵn sàng chưa? Wow. Wow. Có những quả khác nữa. Đây là đậu Hòa Lan nha. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Ngon quá. Đậu hồng. Ơ, đậu hồng nha. Đậu hồng nha. Như cá nè. Cốt dừa. Wow. Ngon quá. Để phải đỏ chưa chưa. Nó chui trốn mất rồi. Ờ, nó chui trốn mất đi luôn rồi kìa. Đâu rồi ta? Bắt nó ra. Để nó chạy trốn luôn á. Chạy trốn luôn á. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ mở bên trong cho các bạn xem nha. Đây con robot này nó như hình trái banh vậy đó. Mình mở bên trong ra nè. Mình sẽ chia được luôn nha. Đây, đây là cấu hình bên trong của nó các bạn ơi. Đây là con tắt. Đây là sạc pin. Đây có cái lỗ sạc pin luôn nè. Cái pin sạc nha. Đây là cục sắt để cân bằng nha. Đúng rồi, đây là cục sắt cân bằng đó các bạn. Như là cục 500 vậy đó. Nè, nó sẽ hít cái đầu nè. Để cái đầu lên mà kìa. Đây, cục 500 hai nó. Nó hít cái đầu lại đó. Wow, hay ghê không? Thử chạy có được không ta? Thử đi. Rồi, ở ngoài có nó chạy được không? Đúng rồi các bạn ơi, tại bánh xe nó sắp tới. Đúng rồi, nó phải nằm trong trái banh nó mới chạy được nha. Rồi, bây giờ mình gắn vô mình chạy thêm vòng nữa nha. Mình sẽ thử không xe banh, thử coi chạy được. Rồi, ai mà thích cái trái banh này á, cho trái banh chạy vòng đi. Quá, wow, chạy được luôn. Rồi, rồi gắn đầu vô, cho trái banh chạy chơi thôi. Trời ơi, chạy mạnh quá à. Đây, chạy đi, trái banh chạy mạnh quá. Rồi, chạy thôi. Wow. Rồi. Không có cái đầu là nó chạy tùm lum luôn các bạn ơi. Đây nè các bạn, cái đầu này nó nghe. Khi mà con mắt này nó hướng nào là nó chạy hướng đó đó. Đó con mắt nó chạy nè. Đây mình chỉnh á. Chỉnh con mắt cho nó chạy nghe. Đó. Nó chạy theo con mắt đó, hay lắm á. Giờ chỉnh cái đầu ra lui lại đi bằng Kiệt ơi.
Đó, hay ghê chưa? Robot rất là thông minh luôn. Ơi, lộn với cậu luôn. Mình chỉnh theo con mắt là dễ chạy lắm. Wow. Ôi, robot chạy trốn nữa rồi. Ê các bạn ơi, như vậy là video giới thiệu về con robot đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Thử lột vỏ cho bạn cá thử đi. Ê các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lột vỏ rồi mình cho bạn cá này đẻ thử nha. Rồi bỏ vô đi bạn Kiệt ơi, bỏ vô coi đẻ được không. Wow. Được không, được không? Wow, trời ơi. Các bạn ơi, cái trứng này mình lột vỏ xong rồi cá này nó dễ đẻ hơn nè. Sẽ lột. Lột thêm mấy trứng nữa đi bạn Kiệt ơi. Đây nè các bạn ơi, bây giờ trong con cá nó có trứng cút rồi nha. Cho đẻ thử nha. Wow, một trứng rồi. Còn mấy trứng nữa bạn Kiệt? Hai trứng nữa. Hai trứng nữa hả? Rồi, tiếp nè, tiếp nè. Thêm một trứng nữa. Wow, mấy trứng nữa ta? Một trứng nữa không? Quá trời, hay quá các bạn ơi, cá này vui quá. Các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha. Cả hẹn các bạn video lần sau. Rất rồi các bạn ơi. Rồi rửa tay đi, trò chèo lên. Chở cục kẹo đi chơi các bạn. Cano chở cục kẹo đi chơi nè các bạn ơi. Các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Ê, các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Cái gì vậy?